xài giờ máy phụ chị với. Ờ giờ máy lên, nâng cabin lên giùm chị. Quốc Tuấn xe tải cũ. Hôm nay em Sơn xin giới thiệu với quý anh chị em một con xe Hino đời 2008. Đây là một cái xe 3 chân và cái tải nó được 16 tấn, thùng nó dài 7m9 nha cả nhà. Để Sơn sẽ mời quý anh chị em mình cùng xem qua ha. Thì đây là nhìn chung về cái mặt nạ cá bên đằng trước là mình thấy từ kính là kính còn nguyên zin nha cả nhà. Và đây là những cái phần sơn của cái đằng trước là chưa có dấu hiệu của một cái va đụng nào hết ha. Tuy nhiên cái cản này thì có một cái số sơ sơ là Sơn cũng có làm lại cái cản này rồi. Thì Sơn sẽ dỡ phía phần ở trong này cho cả nhà mình xem qua nhé. Bây giờ Sơn sẽ dỡ cái mặt nạ ga lăng lên cho cả nhà mình xem qua phía trong. Rồi cũng giống như những cái video trước là chú Tư cũng có hướng dẫn cho Sơn là xem sơ qua ở cái phần ở trong phía trong tắp lô à, phía trong cái mặt nạ ga lăng. Thì đây là cái mặt cản trước này, cả nhà mình thấy là cái phần trong là nó không có dấu hiệu gì một chút xíu gì của cái vấn đề mà đã bị va đụng hết nha cả nhà. Còn rất là nguyên zin nguyên trạng luôn, từ những cái dây điện hay ốc vít các thứ là đều nguyên ha. Ở Sơn quay kỹ cho cả nhà mình xem là xe mình đẹp như thế nào nha. Tiếp đến là giống như đèn này là cũng đèn nguyên zin nguyên trạng của xe, đèn theo xe. Hồi trước là cái xe này là nó nước sơn nó còn lổm chổm nữa, Sơn về Sơn bát nó lại và Sơn sơn dặm nó lại thôi chứ cái xe này còn rất là chất lượng cả nhà. Với hai cái lốp trước thì còn tầm khoảng 80%, lốp trước còn rất là đẹp, nhưng mà riêng lốp sau thì còn hơi xấu nha cả nhà. Lốp sau là hầu như gần hết luôn rồi. Ở đây cũng bọc cái cảm bảo vệ luôn rồi. Đây là phần chassis, giới thiệu sơ cho nhà mình cái phần chassis nó là chưa hề có một cái vết nào gọi là bị rỉ sét hay là đã sơn lại gì nha cả nhà. Chưa có cong vân hay là bị vặn gì hết. Như Sơn giới thiệu thì những cái phần lốp sau này Sơn đã hết rồi. Còn như còn tầm ít lắm, nói chung là còn ít lắm. Đây là cái thùng dài, chiều dài lọt lòng thùng là 7m9, vách nó là vách nhôm và cái bản lề nó là bằng inox. Sàn thùng này, sàn phẳng. Kèo của nó là kèo sắt nha cả nhà. Thầy Sơn giới thiệu cho nhà mình sơ qua xem cái thùng này rất là còn ổn ha. Ở nhà mình nhìn thấy hai bên vách không? Còn ổn lắm luôn á. Ở đây lốp dự phòng thì cũng hạ từng hạ rồi và cũng đã hết lốp luôn rồi nha. Phần nhíp thì nhà mình xem qua đây là một cái phần nhíp mà chưa từng thay luôn ha. Nhíp còn rất là chắc luôn nè. Xe này thì chở hầu như là chở đúng tải luôn. Thì bây giờ Sơn sẽ dựa cái máy lên cho cả nhà mình xem qua cái máy xe nhé. Em ơi dựa máy phụ chị với. Để này lại dựa máy phụ chị với. Ờ dựa máy lên, nâng cabin lên giùm chị. Giới thiệu sơ cho nhà mình cái máy nhé. Cái máy còn nguyên zin nguyên trạng, chưa làm máy luôn. Mọi người để ý từng cái ốc vít của nó còn 7 màu luôn kìa. Nó chưa làm máy luôn á. Hino mà 2008 chưa làm máy là cũng rất là hy hữu ha. Bên Sơn cũng đã kiểm tra lại, chú Tư kiểm tra rồi là không có bị đổ hơi hay là bị đổ nhớt gì hết. Phần ở dưới cabin này cả nhà mình nhìn này, không có vết của lầm đồng lại gì hết ha. Này nhìn mấy cái miếng này là còn nguyên vẹn nguyên si luôn, không có hề có một cái vết nào lầm đồng luôn. Xe này chạy rất là kỹ. Với một cái thiết kế của cái nội thất cổ điển
Thì ở đây Sơn thấy là bọc ghế này hay là bọc ghế này rồi bọc phía sau này, em sau này đều còn mới bọc lại cho nên còn nó không có bị rách hay bị gì hết hả? Còn mới luôn ha. Rồi trần ở trên thì cho bọc chưa có gì ở cái phần phần ni lông này ra luôn này. Đó, Sơn quay sơ cho cả nhà mình xem qua từ cái phần nội thất ắp luôn này. Đó, không có một cái dấu hiệu nào vỡ hay là bị gì hết. Bên Sơn cũng lau chùi rất là sạch sẽ. Nó không có dấu hiệu nứt hay là bị va đụng đập gì. Nếu va đập thì cả nhà mình sẽ nhìn thấy tắp lô nó cũng bị móp cái gì đó ha. Đây là một cái tắp lô rất là đẹp luôn, rất là thẳng lì luôn, không có dấu hiệu gì hết. Rồi về cái phần vô lăng thì giống như Sơn cũng từng nói với cả nhà mình là nó cổ điển cho nên tất cả những cái dòng cũ thì nó không có nút điều khiển ở trên vô lăng. Đây là vô lăng hai chấu này. Và đây là cái phần tắp lô. Với cái xe này thì chạy được 109 15.7 rồi nhé cả nhà. Tắp lô còn đẹp dễ sợ luôn này. Đời 2008 nhưng mà xe này là mình không có điểm chê luôn, máy móc nguyên dinh trạng, xe chưa va cánh ha. Đó, máy lạnh hai chiều. Xe này thì có 3 máy lạnh, 4 máy lạnh. Đây sử dụng số 2 tầng 8 số. Cứ hình dung chung quanh mà từ nãy giống cái sân quay cho nhà cả nhà mình xem qua cái phần cửa và cái phần sàn xe là mình thấy được cái xe này chưa có dấu hiệu lầm đồng gì hết nhé. Thì bây giờ Sơn sẽ đi xuống dưới để ra quay sơ quay cho nhà mình xem qua cái máy như thế nào nhé. Xe này Sơn cũng đã quay một vài lần rồi và cũng đã giới thiệu đến quý anh chị em nào mà có nhu cầu về xe thì ủng hộ em Sơn. Với hotline của Sơn là 0931674675. Showroom của Sơn là hướng Sài Gòn xuống qua cầu Đồng Nai qua trạm thu phí nằm bên trái nhé cả nhà. Showroom ô tô Tân Quốc Tuấn. Hiện tại cái xe này Sơn đã hết hỗ trợ vay ngân hàng cho nên quý anh chị em mà cần thì có thể là chuẩn bị tiền mặt trước Sơn. Những cái hỗ trợ đằng sau giống như là bảo dưỡng hay thay nhớt lọc nhớt các thứ thì bên nhà Sơn cũng đã làm cho quý khách hàng mình rồi. Anh chị em yên tâm để sử dụng xe bên Sơn nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.